Tôi đang có mặt tại khu vực Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hàng ngày, con phố này thường tấp nập người dân qua lại ăn uống, tụ tập đông người. Thế nhưng hôm nay, con phố đã trở nên vắng lặng, hàng quán đồng loạt đóng cửa. Một số cửa hàng cũng đã dán thông báo cho người dân biết sẽ dừng hoạt động tới hết ngày 5 tháng 4. Ngoài ra, một số hàng quán vẫn còn mở cửa, đã treo biển báo mang đi thay vì tụ tập đông người tại quán như trước. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị tất cả các cửa hàng dịch vụ kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu như quán bar, karaoke, cà phê, các cửa hàng ăn uống, trung tâm thể thao tạm dừng hoạt động đến hết ngày 5 tháng 4. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội cũng yêu cầu người dân nếu phát hiện cơ sở nào còn mở cửa hoặc có dấu hiệu tụ tập đông người, hãy chụp ảnh và gửi thông tin vào app Hà Nội Smart City. Hà Nội sẽ có phương án xử lý nghiêm.